Hello, 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 hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game một em game gọi là sao ta? Một em game kiếm hiệp phiên bản mới. Phiên bản này Health thấy có những cái cập nhật mới ha, có những gói quà VIP, có những bản cập nhật VIP, phần quà trang bị vật phẩm rồi khá là ok cho anh em chơi ngày cuối tuần ha. Rồi vô luôn đi. Nanet tên này có người đặt rồi hả? Đấy. Rồi. Ô. Okay. Rồi, tên này là chắc chắn là không ai đặt rồi, không ai đặt cái tên mà sành xiết cứu đế gì hết đó. Ok, vô game nào, vô game nào. Rồi, đầu vô thì như bao cô gái ở cao nguyên, chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân thủ ha. Ok, rồi. Thấy 7 ức với lại 3 ức, chắc là 700 triệu với lại 300 triệu đó. Nhưng mà đây thì chúng ta sẽ được quà nạp ha. Đó. Ok. Ủa, tưởng đâu là bấm vô là nó sẽ tới có phần quà VIP luôn chứ. Game free cho chúng ta VIP khá là cao ha. Ok. Đó là mát luôn, VIP, VIP 15 ha. Nhận quà. À, lụm tiền. Chỉnh sửa lại cái nè. Ok, nuốt hết những gì tôi cần nuốt nè. Rồi, để đây cho nó chạy cái nhiệm vụ. Chúng ta đến với thông tin server cái nha. Đây, khai mở server 3 20 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 2 2023. À, đây tải game tại mộngthienha.com. Tặng mát VIP 15 1 tỷ kim nguyên bảo, set trang bị phù văn Nguyễn Hóa. Thông tin nhập code coi ở nhóm hướng dẫn chơi, xem bình luận bên dưới hả. Update trên map link server. Nhận kim nguyên bảo đang ngay xếp, mỗi lần dùng một viên. Trang bị lễ bao tiên sủng Nguyễn Hóa, bình ngay xếp nhân 3, lệnh bài phi phong tinh hoa. Lục đại sự kiện hả? Ủa lục, ngũ lục, 6 sự kiện hả? À, tham gia ban chiến liên server, tu la tháp, ôn tuyền, boss liên server phát cứng, chủ nhật vui vẻ. Nhận kim nguyên bảo, tẩy luyện, đan thần binh quang vũ pháp trận Nguyễn Hóa. Lưu ý, một túi đồ sẽ hiển thị 700 triệu, ok ok, vậy là 700 ha, 700 và 300. Shop game và các mục khác hiển thị, ok ok ok. Đó. Đây nè, có mấy cái phần quà nè, đó. Đây đây, cái gì đây? Đó, đem vô đem chưa? Đó, đây túi nè, quà chiến gì, quà chiếm hành chính. À. Túi kim nguyên bảo nè. Ồ, nhận được các phần quà sao hả? Kim nguyên bảo quá trời luôn rồi. 2 4 6 ồ, mười mấy 20 triệu luôn. Đó, ok, đây quà đạt hạng 1, 2, đó là 1 tới 10, Tu La Háp Liên Server, 20 triệu kim nguyên bảo nè ha. Đây, vật phẩm trên quái rớt ở map Liên Server. Cái map Liên Server đó nó nằm ở đâu ta? Hay là giờ mình đứng đây đi. Ok, để coi cái map Liên Server. Để chút hỏi admin coi cái map Liên Server nằm ở đâu, tí mình qua đó mình chen chứ đúng không? Ờ, chỉ ở đây chắc trên không ra đồ đâu, nó nằm ở map liên server rồi. Hay là phải lên đủ level nó mới có ta. Để có kim nguyên bảo, có kim nguyên bảo hóa, rồi a xếp rồi các kiểu. Ok, mà đồ họa bắt mắt ha. Big update, boss liên server, game mộng thiên 3D. Đó, VIP tầng 2, 3. Chờ, vật phẩm rớt, kim nguyên bảo không khóa. Đan thần binh, tẩy luyện truyền thuyết, lục giới, kim nguyên bảo không khóa, đan quang vũ, đan pháp trận, tu la tháp, kim nguyên bảo không khóa. Cách đánh boss để không dùng kêu hồi máu hả?
chỉ dùng đòn tấn công thường, không biến thân nhân vật, không mặc test trang bị cuối tầng. Ok. Đó, boss biết được trang bị cánh rồi nè. Quà fan cứng nè các bạn. Wow, quà fan cứng 30 triệu kim nguyên bảo. Quà chiếm vệ thành. Đó, được 10 triệu kim nguyên bảo. Ok. Vật phẩm trên map thường rớt nè anh em. Ơi, map thường cũng ra kim nguyên bảo với đan kìa. Mà mẹ chạy nhiệm vụ chi đi để đi trên cái bãi quái rồi. Trời ơi. Rồi ở đây đó, hết rồi. Đó. Thông báo top lực chiến, thông báo event live share. Đó, tạo đây code nè các bạn. Đó, 28 code nè ha. Ok. Và bao nhiêu đây thì lên level khá lâu nên chắc là sẽ cắm trụ ở đâu rồi cho nó chạy, cho nó trên quái cái đã. Thật may mắn các cặp quá, chúng ta đã tìm được một viên đan rồi. Đây không ăn đây nè. Để nó đi, để nó chúc nó chen tiếp tục. Bây giờ chúng ta ra nhập code đi. Chưa chạy chưa bao nhiêu hết, nằm đó à. Quay qua quay lại có 5 phút rồi, chưa tới 5 phút nữa là lụm được cái viên đan A-Ship rồi. Nào, nhập code để mà nhận trang bị VIP nè. Quá ngon, quá phê, quá là ok. Nào, trang bị VIP. Vật vũ khí, ok. Đó, tỏ kỳ. Đó, lụm luôn. Quang hoàng. Đó, quang hoàng 1, 2, 3, 4, 5, 6 hả? À, 4 à. Quang hoàng thì chỉ có 4 thôi. 2, 3, 4. Còn cái gì phù hả? Phù thì tới 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi con. 9 không có, hết hồn tưởng nó 9 có chứ. Rồi 6 trang, chúng ta cũng có 8 code luôn hả. Rồi, quá là đơn giản các bạn ơi. Đó. Ok, quà fan cứng là 20 triệu một tầng á. Nãy thấy có cái rương không các bạn? Ủa, alo. Trời ơi, ngồi nhập thí thế luôn các bạn. Rồi đó, giờ thành công rồi nè. Trời ơi, lâu nói chuyện đâu có để ý code đâu, nhập thí thế luôn. Dần nhìn lại, ủa sao cái code này thấy quen. À thì ra hồi nãy giờ mình không có ấy. Rồi, đẹp. Nè, bỏ trang này đi. Quay vô coi Kim Nguyên Bảo cắn cái cho lên level cao nè bọn. Ok, khoan. Bộ nằm đây đi. Chúng ta còn phải đi nhận quà nữa bộ à. Nè, nhận một lần một cho nó hết nè hả. Đó, đang A-Ship, VIP rồi gì tà le hộp me hết các bạn à. Đúng rồi, gói trang bị của mình đâu. Alo. Đây Tu La nè đúng không? Không, set này set đồ lông hả? Ok, có cô gái đồ lông. Đó, ê, sao mày giật vậy con? Ê, rồi, nhầm rồi. À, dư một món rồi, cái quần không lấy. Hên là cái gói này là admin cho tới 10 gói. Là chúng ta có thể bị sai khoảng 2 lần nha. À, nếu mà 2 lần mà sai tới lần thứ 3 thì heo khuyên các bạn nên tạo lạc mới và đi nhập code cho nó lẹ các bạn ạ. Vì nó mất một món thì nó sẽ bị mít dòng, mít giết gì đó. Rồi ok, đây chúng ta có bội nhưng mà level 1 chuyển sinh 4 thì mới ta ăn được nha. Đó. Trời ơi, ok. Thời trang, nằm đâu vậy? Tiến cấp thời trang, đây. Trời ơi, ngon quá trời luôn. Đó, nhập vô, đó, ok, full.
vũ khí nữa. Ok, đâu ai? Đây. Nó nằm ở đầu tiên luôn. Okay. Hơi nóng tính, anh em không cảm. Rồi. Hình tượng chúng ta có luôn Nguyễn Hóa hả? Nào. Đây, Nguyễn Hóa con thỏ hả? Đó. Tới luôn cậu à. Ok cậu ơi. Rồi. Đây thời trang thần thú tăng bậc auto. Ok, gọi để nó đi. Nào, cho nó chạy nhiệm vụ đi bầu ơi. Mở khóa tự do nè hả? Đó. Đánh nè. Chúng ta có thể nhìn được nhân vật của chúng ta 360 độ luôn. Đó. Ok, chạy nhiệm vụ nào con ơi. Mở ra phúc lợi rồi này nọ hả? Ở để nó đi. Đó. Ok không? Quá là ok luôn các bạn à. Ừ, chúng ta có thể vào shop để mua thêm trang bị ảo hóa thời trang hả? Rồi các bạn có thể lên map link server để mà mở những cái tính năng của game ha. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hả. Các bạn cứ mua chừng nào mà đủ cái này ở trong túi gì trong ấy thì về nhà nâng lên thôi. Đó, rất nhiều. Chúng ta có 1 tỷ game nguyên bảo là tha hồ mà mua mà up đồ trang bị đâu hả. Đó, game có những cái phần quà, những cái update mới đó, anh em có thể vào trải nghiệm nha các bạn ơi. Ok. Đó, những cái túi quà mới cực kỳ ngon ha. Đây. Update thêm gì nè, đủ thứ hết nè ha. Đó, event lục giờ gì? Lục đại event nè, đó, lục đại sự kiện nè. Ban chiến liên server, tu la tháp, ôn tiền là 3 nè. Boss liên server là 4 nè. Fan cứng là 5 nè. Chủ nhật vui vẻ là 6 nè ha. Đó. Đúng y còn gì nữa. Đúng nhận sai cải các bạn à. Cải cũng đâu được gì đâu. Chơi đi. Link nào để dưới phần mô tả nha. Giờ đi kiếm con gì nhìn cho nó ngầu chứ đúng không. Đây, lấy con này trước đi. Đó. Đúng nhận sai cải lên ngựa nè. Đó. Ui nhìn ngầu kìa. Đó. Quá ngầu. Đấy. Ủa ta đã làm công việc như vậy à. Để đi chuyển sinh đã các bạn à. Ủa chuyển sinh thì nhận thưởng chuyển sinh cái đã. Ok. Thôi ơi giờ thì ta mở shop ta lên ta mua một mớ đan chuyển sinh coi. Đang chuyển sinh nó tên gì ta? Ở đây cũng có nè, ở ngoài kia cũng có. Okay. Nhưng mà đang chuyển sinh là đang phá hư đúng không? Okay. Mua 999 viên. Ok. À. Rồi, link theo để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về nha các bạn. Đó, thông tin có đầy đủ hết rồi đó. Anh em vào và quẩy thôi. Đây liên server nè à, cá nhân thương tổn chiến trường à, chiến trường chưa mở hả? Vào. Ok hình như là ok rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Trong này có không ta, địa bàn ở thế giới à. Cảnh địa. Ok cái này để heo tìm hiểu thêm nha. Ok thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.